Toàn bộ thành viên bang phái Italy trang bị vũ khí đầy đủ, đối mặt với những người áo đen thuộc tổ chức người da đen. Trận xung đột vừa bắt đầu, chúng mày chết chắc rồi, tao sẽ giết từng người một, giết tất cả. Sao giờ chúng mày mới đến? Lúc này, Bumpy Johnson xuất hiện rồi, ông mang theo 3 tên xạ thủ đã sớm trốn trên nóc nhà, chuẩn bị đàm phán. Nhưng tên thuộc hạ người Italy này cũng có chút dũng cảm, tên ngốc này, tôi sẽ khiến ông tiếp tục đi, tiếp tục chửi bới tiếp đi, còn nói một câu nữa tao sẽ cắt đứt cổ họng mày. Này, Johnson, câm miệng. Mày thử chửi lại một lần nữa xem, động vào nó, bọn chúng sẽ giết ông. Bọn chúng trong câu nói vừa nãy là ai vậy? Bumpy Johnson vừa ngồi tù đúng 10 năm, trước đây ông từng là ông trùm của vùng Harlem, có mối quan hệ hợp tác với các gia tộc xã hội đen khác. Nhưng khi Bumpy ra tù, địa bàn đã bị đám thuộc hạ của các băng đảng xã hội đen ngày trước giao cho Genovese bố già Italy chiếm một nửa. Tối hôm đó, Bumpy vừa trở về, thuộc hạ của ông đã bị đám người Italy chặt đứt một chân. Thù này nhất định phải trả. Ông đến địa bàn của Genovese, mau giơ hết tay lên. Tao nói giơ hết tay lên, khốn kiếp, giơ tay lên. Mau lên. Một mình Bumpy đơn phương độc mã đi vào trong tiệm, vừa vào đã được thông báo, một số đường phố ở Harlem đã bị em trai của Genovese chiếm rồi. Em trai của Genovese cũng chính là tên đã cắt đứt chân thuộc hạ của Bumpy. Bumpy tức giận rút súng ra. Ở địa bàn của Genovese mà dám khai hỏa, vậy hãy chờ khai chiến đi. Nhưng người của gia tộc lớn khác lại khá coi trọng Bumpy và quyền lực của ông tại Harlem. Ông ta ra mặt nói với Genovese sẽ bảo vệ Bumpy. Em trai của Genovese liền có cách khác, hắn định sẽ phái người da đen đến ám sát Bumpy, như vậy sẽ không bị gia tộc khác nghi ngờ là do họ ra tay. Bởi vì người da đen nội chiến cũng không phải chuyện ngày một ngày hai nữa rồi. Nhưng lúc này, Genovese đã gặp Mancom, người đã giúp nâng cao địa vị người da đen ở đây. Hai người cũng từng là bạn cũ, nói được vài câu đã quyết định sẽ diệt trừ tên bán ma túy ở vùng Harlem, lập chiến công cho người da đen. Tôi có vũ khí, tôi có người. Nói là làm, trong lúc họ tiêu diệt đám buôn ma túy, Genovese cũng đã nhận được tin tức nên mới có cảnh quay đầu phim. Nếu đã là xung đột, chắc chắn sẽ đổ máu. Những gia tộc lớn sẽ truy sát Bumpy nên ông chỉ đành nhẫn nhịn dừng tay. Trở về nhà, có một người bạn cầu cứu giúp đỡ, con trai của bà ấy là một ca sĩ, không biết tại sao lại ở cùng một cô gái da trắng. Phân biệt chủng tộc ở thời đại đó, đây là một vấn đề nan giải. Ông cho người điều tra, cô gái da trắng kia vừa hay là con gái của Genovese. Bumpy lập tức liên hệ với Mancom, thông qua nhân lực trong tay anh, tìm thấy cặp tình nhân trẻ kia. Tên ca sĩ đó còn dám trộm 1 kg hàng của Genovese. Bumpy nói cậu ca sĩ trốn đi, đồng thời giữ cô con gái làm thẻ bài, chờ đợi cơ hội. Ngày hôm sau, Bumpa đang chơi đùa cùng vợ và con gái, đột nhiên ông phát hiện bên ngoài có người đang nhìn chằm chằm mình, ông nhanh chóng ra ngoài xem xét. Người đàn ông vừa ra khỏi tiệm bánh. Tên thối tha kia, khốn nạn, mau ra đây, tao sẽ bắt được mày, chết tiệt. Hai người truy đuổi một hồi, cuối cùng trước cửa hàng hoa quả, Bumpy đã đuổi được tên sát thủ muốn ám sát mình đi. Có điều tên sát thủ chưa chạy được bao xa đã bị thuộc hạ của Bumpy bắt lại. Qua những lần bị thuộc hạ của Bumpy ép cung, hắn khai ra là do em trai của Genovese ra lệnh cho hắn. Bumpy lập tức dùng con gái của Genovese để đổi lấy tính mạng của em trai hắn. Hơn nữa ông còn lấy lại được địa bàn ở Harlem. Đồng thời, Bumpy còn tiếp tục tìm thủ lĩnh ở địa bàn bên cạnh, dự định hợp tác thành lập một đế quốc kinh doanh thuộc về mình. Nhưng muốn khống chế địa bàn, nhất định phải có đủ nguồn hàng thuần. Bumpy không có, tên thủ lĩnh liền từ chối. Sinh nhật vui vẻ. Hiện giờ Bumpy thực sự cần nguồn hàng. Nếu không, thuộc hạ của Genovese bị cảnh sát bắt vì bán ma túy ở địa bàn của người da đen. Sau đó hai nhân viên điều tra đến mang số hàng đi, rồi lại tìm Genovese bán lại cho hắn. Genovese lại nói họ hãy xử lý Bumpy, muốn đưa ông trở lại nhà tù. Bumpy cũng vừa hay đang chuẩn bị tìm nguồn hàng đáng tin, vừa chuẩn bị giao dịch, cấm động đậy, đưa tay lên đầu. Họ nói nếu tôi không bắn đứng ông, họ sẽ giết vợ và con tôi xin lỗi. Hắn nói xin lỗi. Hai nhân viên điều tra trừ khử tên phản bội, bắt lấy Bumpy đưa về đồn. Trong đồn cảnh sát, Bumpy gặp lại người bạn cũ, hiện đã leo lên chức đội trưởng. Hai nhân viên điều tra chính là thuộc hạ của ông ta. Fuck you. Bumpy lập tức hiểu đây đều là người mà Genovese tìm đến. Vừa hay khi hai người nhận hối lộ ở Harlem, người của Bumpy đã nhìn thấy, người thi hành luật pháp lại lợi dụng việc công tư lợi riêng, còn có người làm chứng. Chỉ cần Bumpy đề nghị điều tra, thì đám người ở đây đều đi đời. Hai người chỉ có thể thả Bumpy đi. Hơn nữa lúc này, ông vẫn cần gấp nguồn hàng, nếu không địa bàn của ông sẽ không thể ổn định, tiền cũng không thể kiếm được. Các gia tộc khác sẽ nhanh chóng tìm người mới thay thế ông. Bumpy tìm đến Genovese. Đừng có làm loạn, ông già. Hai người mở cuộc thảo luận nói chuyện rôm rả. Tôi và ông sẽ xảy ra cuộc chiến, trực tiếp giết chết một người. Vừa nói những lời đe dọa, Bumpy vừa ghi nhớ số điện thoại cố định của Genovese. Tối hôm đó, ông đã liên hệ với người bạn cũ là đội trưởng đội phòng chống ma túy, đề nghị một cuộc hợp tác nhỏ. Ngay lập tức, có người ném một túi hàng xuống phía sau cục cảnh sát, đó chính là ma túy được tìm thấy trong phòng chứng cứ. Vậy thứ bị mất ở trong phòng chứng cứ là do ai lấy chứ? Hai nhân viên điều tra hợp tác với Genovese bị mắc mưu rồi, chết tiệt. Và đế quốc kinh doanh thuộc về Bumpy cũng bắt đầu được đặt những viên gạch đầu tiên. Người phụ nữ da đen đang trộm đồ ở cửa hàng, cô bị bảo vệ bắt tại trận, vật ngã. Bảo vệ nhìn thấy vết kim trên người cô là kẻ trộm sao, quý cô, mau thả tôi ra. Tên bảo vệ da đen xâm phạm người phụ nữ ngay tại phòng làm việc, còn Bumpy và Mancom đang dùng bữa với nhau, thuộc hạ đột nhiên tiến vào, nói với Bumpy chuyện mà người phụ nữ đã trải qua ở cửa tiệm. Hóa ra cô chính là con gái ruột của Bumpy Elias, bởi vì hút chích ma túy nên dần rời khỏi gia đình, lang thang trên đường phố, còn đứa con gái hiện tại của Bumpy là do ông nhận nuôi đứa con gái mà Elias bỏ rơi. Khi Bumpy biết được con gái mình bị xâm phạm, ông không nhẫn nhịn nổi nữa. Ông tức giận vô cùng, nhưng lúc đó, Mancom đã có cách khác, tôi phải đi vào xem xét tình hình cô gái đó. Bình tĩnh nào Bumpy, bình tĩnh đừng động vào tôi đồ khốn. Đây là chuyện của cảnh sát, tôi đề nghị anh rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi cứu viện. Anh muốn gọi người đến, người của tôi cũng đến rồi. Mọi người ngồi trong phòng làm việc đàm phán, đột nhiên Elias nói một câu, anh cưỡng hiếp tôi, tên khốn, tao giết chết mày. Tôi không có động vào cô ta. Thả anh ấy ra, Bumpy. Elias nhìn thấy Mancom, biết được suy nghĩ của anh ta nên đổ tội lên đầu người da trắng. Hành động này nhằm tiếp sức cho anh, tuyên truyền tư tưởng của người da đen.
Cùng lúc này, thành viên của nghị sĩ quốc hội đang bị tin đồn đào hoa bùa vây vừa hay nghe thấy TV phát tin này, ông ta biết thời cơ đã chín muồi. Ông ta đứng trước cửa diễn thuyết, Malcolm vô cùng tức giận, được lắm, dám lấy tôi để nâng cao vị thế của ông sao? Có điều xung quanh đều là phóng viên, hai người chỉ có thể giả vờ thân thiện với nhau. Còn Bumpy cũng được thông báo sẽ gặp mặt người của gia tộc. Cửa tiệm này cũng là địa bàn của Genovese, làm loạn như thế, xảy ra chuyện là điều khó tránh. Bumpy cũng đang cần nguồn hàng ổn định nên đã đạt được thỏa thuận với Genovese. Ông trở về, chuẩn bị giải quyết cho xong mọi chuyện. Sự việc ồn ào đến tận tối, Bumpy và hai người làm loạn như vậy cũng khá ổn rồi. Trước mặt tất cả mọi người, họ đã biến những tên bảo vệ da trắng trở thành trò cười. Chuyện đến đây coi như xong. Nghị sĩ quốc hội cũng được lên trang đầu của bài báo, Bumpy có được nguồn hàng ổn định. Đến tên bảo vệ da đen đã xâm phạm con gái ông đã có tên thuộc hạ to lớn đầy tàn nhẫn chăm sóc cho anh ta. Chào hỏi người anh em to lớn này đi.